Thy chật vật giữa đời hậu bán bánh tráng trộn, từng kiếm chục triệu mỗi ngày, nay lăn lộn nghề xiết, dùng răng nâng thang thấy mà thương. Em xiết xong rồi em hạ xuống thì cái bàn nó dính hết trơn, cái vùng cái tuột vô trúng cái chân của em, ngay ngón cái em nó sực ra giống như tét làm đầu. Ui trời ơi. Đó. Cát Thy ngoài có những danh xưng nhẹ nhàng như diva Cát Thy, nữ hoàng bánh tráng trộn, thì cô nàng còn có tài lẻ làm xiết khiến ai nấy cũng đều bất ngờ. Trong chương trình 6 ô cửa bí ẩn, Cát Thy đã dùng hàm răng thép của mình để nâng nhiều đồ vật có kích thước khủng. Cụ thể trong đoạn video, nữ ca sĩ lô tô này đã dùng răng giữ chồng ghế thăng bằng, nâng loa kẹo kéo lên không trung mà không có gì là quá khó khăn. Đặc biệt nhất là Cát Thy có khả năng nâng chiếc thang cao với cân nặng là 70 kg lên không trung một cách dễ dàng. Trong khi đó với chiếc thang này phải 3 người khiêng mới nổi. Sau khi xem cô nàng biểu diễn, khán giả tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ trước khả năng độc lạ của nữ hoàng bánh tráng trộn. Nhiều người còn tỏ ra xót xa vì quá nguy hiểm. Trước đó diva Cát Thy có nghề tay trái là bán bánh tráng trộn. Cô mở bán từ đầu năm 2020 vào ngay mùa dịch nên cô nàng chuyển giới chỉ có thể giao hàng online. Số lượng khách mua bánh tráng ban đầu khá thưa thớt, thậm chí là ế ẩm. Thế nhưng Cát Thy vẫn kiên trì việc buôn bán mỗi ngày. Và rồi câu nói có công mài sắt có ngày ninh kim là đúng thật. Diva Cát Thy bất ngờ nổi danh trên một diễn đàn mạng nhờ biệt tài nói chuyện duyên dáng, đáp trả đanh đá và hóc búa. Sau đó hàng nghìn lượt khách đã kéo tới vì hiếu kỳ. Bánh tráng trộn của cô không quá đặc biệt nhưng mọi người tò mò tìm đến vì danh tiếng và sự hài hước của cô nàng. Mỗi phần bánh tráng được bán với giá là 30.000 đồng. Trong thời hoàng kim, Cát Thy thu hút được hơn vài trăm lượt khách mỗi ngày là chuyện bình thường và thu về hơn vài chục triệu đồng. Đỉnh cao tới độ nữ hoàng bánh tráng trộn còn dựng sạp, bày biện thêm chỗ ngồi để khách có chỗ nghỉ chân khi số lượng quá nhiều. Thậm chí những nơi bán bánh tráng còn phải mở thêm kêu lô tô thu hút người xem. Rất nhiều người nổi tiếng như diễn viên Phương Dung, Thụy Mười, nghệ sĩ Hà Gia Bảo vân vân cũng tìm tới tận nơi tìm hiểu. Mở bán từ 15 giờ mỗi ngày, thế nhưng bánh tráng trộn Cát Thy được nhiều người đón mua vào thời điểm 14 giờ và thời tiết chắc chắn không phải là yếu tố gây ảnh hưởng. Từng chia sẻ trong video của mình, cô nàng sinh năm 1991 cho biết cô có thể kiếm được chục triệu vào mỗi ngày vào thời điểm đông khách nhất. Cái gì đến nhanh thì cũng qua nhanh. Sau khi thỏa mãn được sự tò mò, khách hàng không còn tìm đến nữa bởi bánh tráng không quá ngon nhưng giá thì đắt nên mất khách. Cát Thy đành dẹp tiệm và tìm công việc khác để xoay sở cuộc sống. Cát Thy dần được xem là một hiện tượng mạng xã hội hết thời. Danh tiếng của cô cũng dần rơi vào quên lãng. Cô nàng phải xoay sở làm nhiều nghề để kiếm sống. Không chỉ thế, em trai của cô cũng gặp tai nạn, cần tiền thuốc thang. Có thời điểm Cát Thy đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chưa kể từng xuất hiện trong chương trình Tôi Là Chính Tôi, Cát Thy đã bồi hồi nhắc về tuổi thơ của mình. Tuổi thơ của cô rất khác với những bạn đồng trang lứa. Từ nhỏ là một đứa con trai hoàn toàn, nhưng khi lớn lên lại muốn thành con gái. Vào thời của Cát Thy, cô vẫn chưa nhận định được LGBT là gì. Cô nàng chỉ thích chơi với những đứa con gái khác, nhưng nhiều người lại kỳ thị, bạn bè thì xa lánh. Nhắc về lần come out của mình, Cát Thy hài hước cho biết mình không come out mà gia đình nhìn là biết, vì gia đình của mình phóng khoáng và rộng rãi về suy nghĩ, không đặt nặng về giới tính. Cha mẹ của nữ hoàng bánh tráng trộn vẫn có cảm giác khó chịu vì sinh một đứa con trai mà lại thành con gái. Nhưng gia đình của cô có quan điểm là cực kỳ thương con, hiểu được vấn đề. Có thể thấy giờ đây, dù không còn gây cơn sốt mạng xã hội, nhưng Cát Thy vẫn sống đúng với bản thân mình và hài lòng với những gì có được. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.